báo điện tử VTC News đổi tên miền website của báo từ địa chỉ vtc.vn sang vtcnews.vn. Đây là hình ảnh Đại Công trường Dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được khởi công từ năm 2020 trên tổng diện tích 38,66 ha nhìn từ trên cao. Công trình nằm trên đường Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tòa nhà chính của dự án có diện tích hơn 23.000 m², phía trước là hai hồ nước rộng 2.000 m². Chính giữa quảng trường là tháp chiến thắng cao 45 m, tượng trưng cho năm 1945 đất nước giành độc lập. Không gian trưng bày chính của bảo tàng là tòa nhà cao 35,8 m, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng bán âm. Máy bay, xe tăng và nhiều loại khí tài lớn thu được từ các cuộc kháng chiến gắn bó với nhiều sự kiện, nhân vật lịch sử quan trọng được trưng bày ở hai khu vực bên cạnh quảng trường, tổng diện tích hơn 20.000 m². Tòa nhà chính sẽ được bố trí thành nhiều khu vực trưng bày với các chủ đề theo không gian và tiến trình lịch sử. Tầng 1 gồm 6 chủ đề từ thời cổ sử, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ và ngày nay. Tầng 2 trưng bày 8 chuyên đề, 7 bộ sưu tập vũ khí, trang bị quân sự và hiện vật khác. Tầng 3 gồm các hiện vật từ 12 chuyên ngành quân sự như không quân, hải quân, đặc công, pháo binh, tăng thiết giáp, công binh, thông tin liên lạc, hóa học. Tầng 4 là nhà đa năng, không gian trải nghiệm, khu vực ăn uống. Tầng dưới cùng của nhà chính dùng làm kho lưu trữ và khu hành chính kỹ thuật, khu vực làm việc của cán bộ bảo tàng. Cái tiến độ tổ chức xây dựng và trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang triển khai rất là gấp rút để có thể hoàn thành cơ bản giai đoạn 1 và phục vụ khách tham quan vào giữa năm 2024. Và cùng với các cái hạng mục xây dựng thì chúng tôi cũng đang tổ chức thi công trưng bày trong nhà và ngoài nhà, là hầu hết các hiện vật khối lớn trưng bày tại 28 A Điện Biên Phủ đã được di chuyển về dự án đầu tư xây dựng bảo tàng tại vị trí mới. Tòa nhà chính của bảo tàng thì lấy ý tưởng từ lò Liên Châu, có thể nói đấy là một cái phát minh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, cũng như là được xem là một cái nghệ thuật quân sự rất là độc đáo của dân tộc Việt Nam. Cái tòa nhà thì có cái hình cánh cung, còn trước tòa nhà thì có cái tháp chiến thắng. Cái tháp chiến thắng thì nó tượng trưng cho cái thân của cây cung, của cây nỏ, và cánh cung thì là cái hình của tòa nhà. Đấy, thì khi mà ta chụp ảnh từ trên cao xuống hoặc là chụp chéo ở phía đằng trước thì cả kiến trúc của tòa nhà và tháp chiến thắng sẽ hiện lên của hình của nỏ Liên Châu. Và đây chính là ý tưởng để mà thiết kế cái tòa nhà chính của bảo tàng. Dự kiến cuối năm 2024, công trình sẽ khánh thành phục vụ công chúng trong nước và quốc tế. Theo ban quản lý dự án, bảo tàng khi đi vào hoạt động sẽ là trung tâm văn hóa, thông tin về lịch sử quân sự, di sản quân sự của quân đội và quốc gia. Với số lượng hiện vật, thông tin đồ sộ, phong phú, bảo tàng sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, hưởng thụ văn hóa du lịch của người dân, lực lượng vũ trang và du khách quốc tế. Dự kiến đây cũng là nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao về chuyên ngành bảo tàng. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được kỳ vọng là công trình tiêu biểu của thủ đô Hà Nội và quốc gia. Tổ hợp công trình kiến trúc hiện đại, độc đáo, đa năng, mang bản sắc dân tộc và hình ảnh truyền thống quân sự Việt Nam.